em đây 4 ngày. Ồ được. Con đây từ 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 từ. Từ từ. Đúng rồi. À đấy được rồi. Con đấy, con ngắt quả cam nó còn trên cành này con này đấy, vứt mạnh vào, rất mạnh vào, đúng rồi, được lắm. Nhà mà con chỉ ở đây 3 ngày thôi xong con về. Thôi không về nữa, ở luôn ở đây nhá. Đây luôn. Để ăn đi, ăn cam ngon thế này còn gì nữa, cầm nốt đi. Ôi trời, bẩn, tí nữa cắt ra mới ăn được. Con này từ từ. Từ từ, lấy quả đỏ. Lấy quả đỏ cơ. Thối rồi, quả thối rồi. Đâu làm gì có cướp. Không có mứt đâu. Ơi. Lên đây con cho một cái đất. Qua đi con sợ con rắn. Làm gì có rắn? Con sợ cướp. Làm gì có con gì nó lên trên này mà cướp. À, cái đấy là quả cam là nó rơi xuống đất xong nó thối đấy. Nó nát đi à? Ừ, nó nát đi đấy. Thì nhặt con mấy quả hả? Chắc chắn. Để em vào cái túi này, để con cầm này. Con cầm để bác sơn chụp ảnh. Lên xem này. Đây, nhiều chưa? Một cành to cho con cầm này. Đấy, cành nặng không? Nặng này. Nặng chưa? Oh my god. Sướng chưa? Nhẹ thế này, cẩn thận rơi, cẩn thận rơi. Đấy. Đấy, nhiều quả quá. Cao lên. Sướng thế. Rất mạnh. À đấy, được rồi. Được rồi. Ok, lại cho vào đây. Kéo, nó lăn xuống. Mở ra cho bác nào. Con đây. Con. Mở ra cho bác để bác cho vào. Ok, 1, 2, go. Được rồi. Bác cái túi ni lông của bác đâu? Nó ở dưới kia rồi. Thế mà không mang lên. Thôi, mang cái thôi. Bận rộn quá. Ngã rồi, lệch tinh hình nhỉ. Ngã rồi. Rồi, từ đây, khổ lắm. Lệch tinh hình gì? Rồi. Lệch rồi. Nó vào đây. Ra đường Cao Phong bán được không? Bán để lấy tiền. Thì đi bán cam nhá. Yeah, con thích. Ôi giời ơi, miên nóng quá, cởi áo hết rồi. Ôi giời, nóng quá. Nó tìm con mun đi. Miên nhớ cái phòng đấy chưa? Phòng đấy là ngày xưa ai ở nhỉ? Con. Có đúng không? Quên rồi, phòng đấy là ông Bình với bà Ngân ở chứ. À thế à, ok. Miên đói quá đang gặm bánh mì khô. Con thích con này. Bác Thủy đang làm món vịt. Con gà, con chim. Con vịt hấp. Vịt đấy.
Vịt. Ôi giời, con làm gì mà đi đâu mà làm gì mà mặc áo lông ấm thế? Anh vừa con. Đi ăn đi con ơi. Nào ăn đi. Ăn không ăn hết được à? Phải ăn nhiều và có sức đi chơi. Ôi giời, ăn mì tôm vịt bác Thủy nấu cho. Rửa ngon quá. Úi cái mồm, Ôi giời ơi.
Cam đây rồi, cam thu hoạch. Tuyển đi, tuyển nhân công hái cam đi. Rồi, ngon thế này cơ mà, cực kỳ luôn. Ngon lắm. Anh cho cái này xuống chưa? Chưa. Mai chín mà. Anh cứ để ở dưới này. Đây, cứ để ở dưới tí nhặt đây anh ơi. Để ở đây. Ok, ô cái xanh này. Cái xanh là chưa chín à? Tí mai nó sẽ chín. Ôi giời, cái xanh là xanh rồi. Đấy, anh cứ bỏ ra ngoài. Bác chọc rồi, bắt đầu quen tay rồi đấy. Chuẩn rồi đấy. Này. À con chim nó ăn ở trong đấy con ạ. Nó chim nó ăn ở trong rồi. Đấy, không quả nó đủ mà như thế à. Chẳng nha. Học đồ đấy. Rồi là hai cái. Giật mình. Anh có chỗ đủ cũng quanh chật hai cái à. Vâng ạ. Chị nhặt cái kia vào túi chưa? Đây, Miên Miên. Đu đủ này Miên Miên ơi, đu đủ này ngon chưa? Ở đây sao phải lồng hai cái? Lồng hai cái, lồng hai cái. Lồng hai cái với túi nó bị thủng. Bắt một cái thôi. Không, hai cái chồng vào nhau. Chứ không nó bị rơi. Rơi lồng hai cái rơi. Cái túi nó bị thủng mà con. Nhẹ thôi con ơi, ơi đừng. Trẻ con. Con không biết làm nó hỏng. Mất công mình hứng đàng hoàng rồi con lại ném thế quá tội. Ăn cơm ăn cả đưa được. Đu đủ đây này, ngon chưa? Dũng quả bơ quá đi. Thôi thôi thôi, bẩn bẩn, đây 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 đây. Bẩn 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 bẩn. Từ đây xếp xe thế nào? Đấy, để đây trong xếp vào xe. Xong cái xếp xe. Buôn cam Cao Phong. Bác ơi, bác đây. Ôi rồi cứ bác ơi bác suốt từ nãy giờ. Được, ok.